chào cô chú anh chị em và các bạn đang xem kênh Lan Thái miền Tây. Hôm nay Lan vào bếp làm món chảo tôm quấn mía. Chảo tôm quấn mía thì có mía. Mía thì các bạn sắc ra một khúc khoảng một gang tay. Còn tôm thì mình đi lọc vỏ. Lấy chỉ đen ra, nếu con tôm nào có chỉ đen ở trên lưng thì mình lấy ra. Còn như con tôm của Lan mua hôm nay thì người ta đã lấy cái chỉ đen ra rồi. Chỉ còn bóc vỏ ra thôi. Bóc vỏ rồi mình đi rửa cho thật sạch, để cho thật ráo. Chảo tôm thì mình sẽ kèm theo giò sống. Nếu như các bạn nào có giò sống thì mình bỏ vô. Còn hôm nay thì Lan lấy cái miếng thịt này để cho các bạn xem. Là mình xài cái loại thịt sườn cốt lết. Nó như thế này thì nó sẽ giúp cho cái chảo tôm của mình nó giòn hơn, dai hơn. Bây giờ Lan đi lọc tôm. Giờ Lan đi cắt thịt nha các bạn. Miếng thịt này nó còn đông đá. Đông đá hồi nữa mình xay làm giò sống rất là dễ luôn. Giờ mình cắt mỏng mỏng thôi. Lan sẽ đi xay tôm với cũng như là xay thịt giò sống. Thì hôm nay cái phần tôm là 1,5 kg tôm. Bóc vỏ, rửa sạch để ráo. 1/2 kg lô thịt. Giờ đem đi xay thịt trước. Trong lúc xay thịt, Lan sẽ bỏ một chén nhỏ nhỏ đầu củ hành trắng. Bỏ vô xay chung luôn. Kế tiếp mình bỏ tôm vô mình xay. Giờ mình ướp gia vị vào tôm nha các bạn. 1,5 kg tôm, 1/2 kg thịt, tổng cộng là 2 kg. Lan sẽ cho 1/2 muỗng cà phê muối. Một muỗng canh đường. Bột nổi, Lan cho 1 muỗng cà phê bột nổi nha các bạn. Tiêu, 1 muỗng cà phê tiêu. Tiêu Lan đem đi đập chứ không phải xay nha các bạn. Đập dập dập nó thơm hơn. Bột tỏi Lan cho 1 muỗng canh bột tỏi. Nước mắm 1 muỗng canh. Nước lạnh cho 5 muỗng canh nước lạnh. Bột năng mình cho 2 muỗng canh hoặc là bột bắp nha các bạn. Sau đó mình trộn liều lên. Thêm 1 muỗng canh dầu ăn nữa các bạn ơi. Lan trộn chảo tôm đều hết rồi. Bây giờ Lan đem vô tủ đông đá cất nha các bạn. Cất khoảng 2 tiếng rồi đem ra mình quết nữa. Để cho nó lạnh lại một chút.
tiếp thì Lan đi chẻ miếng, lọc miếng. Cây mình chẻ ra được lần tư là 4 cây như thế này. Sau khi Lan trộn xong, Lan để cho tủ đông đá 2 tiếng đó các bạn. Bây giờ nó đã hơi cứng cứng gì nè. Giờ đang bỏ vô trong cối, Lan quốc sơ là chút xíu. Không cần phải đánh lâu. Trộn đều lại một lần nữa là mình đem đi cuốn được rồi, vắt được rồi. Lúc này là cũng đã nhìn đã muốn thành rồi, rất là dai rồi đó. Mình đánh xe thôi. Lan sẽ đi vắt chảo tôm nha các bạn. Thì trước tiên mình thoa một miếng dầu lên cái dĩa này. Đi lên. Mình thoa lên tay mình luôn. Một giọt thôi. Sau đó mình lấy một nắm chảo tôm. Mình lấy một cái mía. Dắt nó vô thôi. Dắt thì từ ở trên cái đầu của cây mía mình sẽ dắt dài xuống. Rất là dễ làm luôn. Tới phía dưới này mình làm cho nó chặt lại, cho nó đừng có lúc mà hấp nó không có lọt hơi vô nhiều thì cái chảo tôm mình nó mới được dai với giòn. Rồi thế là mình được một cây, mình sẽ làm nữa. Giờ Lan đem đi hấp lửa cho thật là mạnh nha các bạn, trong vòng 4 phút thôi, 4 đến 5 phút là mình lấy ra, không quá 5 phút nha các bạn. Hồi nữa mình đem đi nướng lại nữa. Đây cái dĩa tôm mình hấp trong vòng 4 phút thôi, mình lấy ra rồi. Rất là đẹp luôn. Bây giờ mình đi thoa đường với mật ong lên rồi mình nướng lại. Giờ Lan chuẩn bị đem đi nướng các bạn. Cho khoảng 1 muỗng canh dầu. 1 đến 2 muỗng canh dầu vô. Mật ong khoảng 2 muỗng canh luôn. Rồi giờ mình đem đi quất á, chà nó đều hết luôn. Đi thôi, mình để vô, mình đem đi nướng. Lan bỏ vô nướng, lửa thật mạnh nha các bạn, 450 độ F, nướng trong vòng 10 phút luôn. Nướng trong vòng 10 phút rồi các bạn, màu ra rất là đẹp luôn. Giờ chỉ còn chất vô trong dĩa mình ăn thôi. Chảo tôm quấn mía của Lan xong rồi các bạn ơi. Giờ chỉ còn ăn thôi, nhìn rất là hấp dẫn, rất là ngon luôn. Ăn kèm với bánh hỏi, nước mắm chanh ớt tỏi, rau sống nữa. Nhìn rất là hấp dẫn luôn. Các bạn hãy làm thử món này ăn cùng với gia đình các bạn nha. Nếu các bạn thấy thích những cái video của Lan thì xin đăng ký kênh và ủng hộ Lan. Lan tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại những video tiếp theo.